Điện thoại hay đúng là một trong những cửa hàng điện thoại mà bán giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ. Mình không thể ngờ được là một cái điện thoại như là Realme 11 Pro Plus bây giờ có giá có 6 triệu 850 nghìn đồng tại điện thoại hay. Đấy, hay như là Redmi Note 12T Pro, một điện thoại sẽ có chip Dimensity 8200 Ultra mà đang có mức giá là khoảng hơn 5 triệu. Không thể tin nổi luôn. Hay như là Redmi Note 12 Turbo, chip 7 cộng Gen 2 siêu mạnh luôn, tầm giá khoảng trên dưới 6 triệu. Đấy. Và còn rất nhiều những sản phẩm khác giá ngon nữa. Anh em có thể tham khảo phía dưới nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube Dương Dê. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hào. Bạn hỏi là sau khi dùng cả iPhone và Android có sạc nhanh thì mình thấy Android có sạc nhanh đỡ chai pin hơn vì ít khi phải vừa sạc vừa dùng. Đấy, thế thì có bạn cũng có comment vào đây đấy là iPhone bây giờ chỉ cần một lần sạc là dùng đủ trong một ngày, nếu dùng nhiều thì sạc ngày hai lần, chắc ít ai liên tục xài từ sáng đến tối. Đấy, có bạn thì bảo là nói chung mấy máy Android sạc nhanh nó ở một đẳng cấp khác, sạc nó phê gì đâu, đánh răng rửa mặt ăn sáng cái là đầy pin rồi. Đấy, thế thì cá nhân mình nghĩ là như này, chúng ta không cần phải quá phải tranh cãi nhau xem là Android với cả iOS cái nào nhanh chai pin hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nói thật với bạn chứ, trong số các bạn đang theo dõi video này, những bạn nào sử dụng điện thoại Android, những bạn nào đang sử dụng iOS mà các bạn đã phải thay pin trong quá trình sử dụng điện thoại, các bạn hãy comment cho mình biết. Mình nghĩ là đa số nhé, không nói là tất cả nhưng mà đa số là đều chưa thay pin. Đấy, hoặc là ví dụ như là mình như này, mình dùng một chiếc điện thoại Oppo Reno 10 dùng khoảng 4-5 năm rồi mà đến tận bây giờ mình cũng chưa phải thay pin cho nó, mặc dù pin nó cũng đã bị xuống cấp khá nhiều nhưng mình cũng không phải thay pin. Đấy, và mình nghĩ là nếu mà thay pin thì chắc là cùng lắm thay một lần đấy, xong rồi sau đó thì đến khi cái lần thay đầu tiên mà nó chai nữa thì thôi vứt máy đi, nó cũng là coi như cái máy nó hết vòng đời của nó rồi, thế thôi, chứ còn đừng quá quan trọng cái điều đó. Nhưng đúng như bạn Hào có nói đấy là Android thì mình thấy là có một cái này hay, đấy là chính vì việc nó có những cái sạc nó quá nhanh rồi nên là thành ra ví dụ như với bản thân mình này thì chưa bao giờ mình phải vừa sạc mà vừa dùng điện thoại cả. Đấy, cái này là phải chia sẻ thật luôn, chưa bao giờ luôn, cắm vào phát đợi một tí thôi là nó đã lên rồi. Đấy, hay là ví dụ như là bây giờ đang chuẩn bị đến bữa ăn, mình đang chuẩn bị ăn, thế xong rồi mình cần cái điện thoại phải sạc nhanh, cắm vào phát ăn xong ra đầy pin. Hay là ví dụ như buổi sáng đi, mình dậy mà quên chưa sạc pin chẳng hạn, thì cắm vào phát đánh răng rửa mặt xong cũng là đầy pin. Mình đang dùng Oppo mà sạc nó là sạc siêu nhanh VOC đấy. Đấy, thì nó rất là nhanh luôn và gần như không bao giờ mình phải lo lắng đến cái việc là có cần phải cắm điện thoại qua đêm hay không. Gần như chưa bao giờ mình phải nghĩ đến chuyện là cắm điện thoại qua đêm cả. Toàn cứ buổi sáng ra xong rồi khi dậy phát là cắm điện thoại luôn, sạc đánh răng rửa mặt phát là xong là xong. Còn iPhone thì luôn luôn phải cắm điện thoại sạc qua đêm. Đấy, ví dụ như là điện thoại của vợ mình là cứ phải cắm sạc qua đêm. Đấy. Thì đấy cũng là cái mà chúng ta cần phải để ý. Chứ còn cái việc chai pin ấy thì đừng để ý đến nó làm gì cả. Đừng để ý, không cần phải tranh cãi với nhau cái điều là Android hay là iPhone chai pin nhanh hơn, bởi vì là gần như không bao giờ bạn phải thay pin đâu. Đấy. Được chưa? Đó. Còn cái việc này là mình nghĩ là cái việc sẽ quan trọng này. Đấy là vừa rồi các bạn biết đấy, mình cũng đã làm về một cái video về cái việc là vừa sạc điện thoại vừa dùng pin là nó khá nguy hiểm. Tất nhiên không phải là cứ ai sạc là cũng bị cái điều đó. Có thể cả triệu người thì mới có một người bị, thậm chí cả chục triệu người thì mới có một trường hợp bị. Nghĩa là cái xác suất đó là cái xác suất rất thấp, tỷ lệ hàng một phần triệu cơ, thậm chí còn thấp hơn cả cái xác suất trúng xổ số, cái xác suất bị nổ pin ấy. Đấy, tuy nhiên là nhỡ đâu mà nó lại gặp phải đúng cái chúng ta thì đúng là lúc đấy thì có hối cũng không kịp. Vậy nên là mình cũng khuyên các bạn là không nên vừa sạc vừa dùng điện thoại. Đấy. Mặc dù xác suất nổ là gần như là cực kỳ thấp nhưng mà cũng không nên, được chưa? Không nên vừa sạc vừa dùng. Và đối với những cái điện thoại mà nó có hỗ trợ sạc nhanh ấy, thì nó sẽ có ưu điểm đấy hơn đấy. Nghĩa là không bao giờ phải nghĩ đến chuyện là vừa sạc vừa dùng cả. Cắm vào trong cái lúc chúng ta rảnh, cắm vào tí thôi là đã đầy lên rồi, đúng nào. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có một bạn hỏi là mọi người cho hỏi mặt lưng nhựa có dùng được
tản nhiệt so lạnh hay không. Mặt lưng nào cũng dùng được tản nhiệt so lạnh hết. Tuy nhiên, nhựa thì nó có một cái nhược điểm. Đấy là cái dẫn nhiệt của nó sẽ kém hơn so với mặt lưng kính và mặt lưng bằng kim loại. Mặt lưng kim loại thì dẫn nhiệt tốt nhất rồi, nhưng mà mặt lưng kim loại thì lại không thể giúp điện thoại hỗ trợ sạc không dây được. Nên là bây giờ các hãng hầu hết là sử dụng mặt lưng kính. Đối với những điện thoại đắt tiền thì nhé, rẻ tiền thì không có đâu. Đấy. Thế thì dùng mặt lưng kính thì cái ưu điểm là nó sẽ dẫn nhiệt tốt hơn. Nên là ví dụ như là nhiệt lượng tỏa ra bên ngoài nó sẽ nhanh hơn so với mặt lưng bằng nhựa. Nên là khi chúng ta cầm vào chúng ta cảm thấy điện thoại nó nóng lên nhanh hơn đấy. Nhưng mà nóng lên nhanh hơn không sợ đâu. Bởi vì là nó thoát nhiệt ra nhiều hơn mà. Đấy, thì khi mà dùng tản nhiệt so lạnh thì đối với cả mặt lưng kính nó sẽ có hiệu quả hơn thôi nhé, so với cả mặt lưng nhựa. Nhưng mà chúng ta dùng mặt lưng nhựa vẫn được cơ mà. Nói chung là có quạt tản nhiệt so lạnh đã là tốt rồi. Nó giảm được bao nhiêu là hay bấy nhiêu rồi, đúng không nào? Nên là kể cả những bạn nào mà đang sử dụng điện thoại mà có mặt lưng nhựa, chúng ta vẫn kết hợp với quạt tản nhiệt so lạnh bình thường. Đấy. Tuy nhiên chúng ta cần phải chú ý là cái mặt lưng đó nếu mà nó càng phẳng ấy thì nó sẽ càng tốt, bởi vì là cái quạt tản nhiệt so lạnh bây giờ hầu hết là nó thiết kế cho mặt lưng phẳng. Đấy, thì các bạn chú ý cái điều này. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có một bạn hỏi là: chào anh Dương, 5 triệu thì nên mua điện thoại gì cho phụ huynh? Yêu cầu là màn hình to, pin tốt, mượt mà, Android hay iPhone đều được. Mẹ em thì quen dùng Oppo F9. Chúc anh Dương và gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Thế thì nếu mà 5 triệu mà lại là hàng chính hãng đi, thì mình thấy là có Technopova 5 đang là rất ổn. Thực ra không cần đến 5 triệu đâu, rẻ hơn chúng ta đã có thể mua được rồi. Màn hình lớn, rất lớn luôn, như 6,8 inch phải. Pin 6000 mAh. Đối với phụ huynh dùng sản phẩm này mình đánh giá là mượt mà rồi. Đấy. Sạc thì cũng cỡ tầm 45W là cũng ok đối với cả viên pin 6000 đấy. Thì mình thấy là dùng con này là được. Chắc chắn là con này dùng ngon hơn cái Oppo F9 mà mẹ bạn đang dùng bây giờ. Đấy. iPhone thì 5 triệu chúng ta cũng không có quá nhiều sự lựa chọn đâu. Kiểu như là iPhone 8 Plus hay là iPhone 10R cố thêm tí thì mình không 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 lựa chọn, tại vì nó cũ quá rồi. Đấy. Còn nếu mà bạn không ngại xách tay nhé, thì theo mình là 6 triệu bây giờ bạn đã có thể mua được, 5 triệu bây giờ bạn đã có thể mua được Redmi Note 12T Pro rồi, cho mẹ rồi. Đó là một sản phẩm màn to, pin tốt, rất mượt mà bởi vì hiệu năng rất là mạnh. Hoặc là bạn có thể tiết kiệm tiền hơn bằng việc mua cho mẹ một con Realme 10 Pro Plus, cũng đáp ứng được tất cả cái điều này. Và quan trọng ở đây là gì? Đấy là Realme với Oppo nó lại cùng chung một cái thương hiệu mẹ, nên là cái trải nghiệm hệ điều hành nó sẽ khá là tương đồng. Tất nhiên trải nghiệm của Realme 10 Pro Plus là một cái hệ điều hành mới, nó sẽ sử dụng tốt hơn rất nhiều so với Oppo F9 rồi, chắc chắn rồi. Và đặc biệt nữa là con đó camera rất đẹp, màn hình cong, thiết kế đẹp nữa. Mình nghĩ là đây, thôi chốt lại như này, Realme 10 Pro Plus sẽ là cái chiếc điện thoại phù hợp với mẹ của bạn nhất. Đấy, và điện thoại bây giờ đang bán sản phẩm này với mức giá tầm 4,5 triệu thôi, thì bạn có thể tham khảo nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Huy Khang. Bạn hỏi là: chú Dương ơi, chú so sánh Redmi Note 11T Pro với Redmi Note 12 Pro đi ạ. Chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cá nhân mình thì mình thấy là như này này. Hai sản phẩm này thì bạn sẽ cần phải cân nhắc xem là bạn cần cái gì hơn. Nếu bạn cần một cái chiếc điện thoại nó thiên hẳn về hiệu năng thì sẽ là Redmi Note 11T Pro. Còn nếu bạn cần một cái chiếc điện thoại mà có thiết kế đẹp hơn, mặt lưng ấy thì lại phải bằng kính và cái màn hình của nó tấm nền xịn sò hơn, nó là tấm nền OLED chứ không phải là IPS LCD, và cái camera của nó nhỉnh hơn, thì bạn sẽ lựa chọn Redmi Note 12 Pro. Cá nhân mình thì thấy là Redmi Note 12 Pro là một cái chiếc điện thoại nó đồng đều hơn. Tuy nhiên, nếu bạn cần một chiếc điện thoại nó hiệu năng nó vượt trội hẳn để bạn có thể chơi game thì sẽ là Redmi Note 11T Pro nhé. Vậy là bạn sẽ xem là bạn cần cái nhu cầu là gì hơn, được chưa ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có một bạn hỏi là: anh Dương ơi, em đang nghe nói là iPhone 14 Pro với 14 Pro Max bị lỗi nhanh chai pin. Như vậy có thật hay không anh? Tại vì em đang xài iPhone 14 thường nên là sợ bị dính lỗi như trên. Đấy. Thế thì với cái câu hỏi này thì mình nghĩ là không cần phải quá lo lắng đâu. Riêng cái chuyện chai pin này thì đừng có lo cái gì cả. Khổ, mình nói thật với các bạn, không cần phải lo cái này đâu. Bởi vì là trong suốt cái quá trình sử dụng ấy, thì mình nghĩ là chắc gì chúng ta đã phải thay pin
hay nói đâu ra. Đây, đây là một cái chiếc điện thoại iPhone 14 Pro nhé, mà văn phòng mình đang sử dụng bây giờ. Và cái chiếc điện thoại này mình đang sử dụng để thu âm backup cho các bạn đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Để nếu như cái mic này hết pin, mình có thể sử dụng cái điện thoại này để mà thu âm. Đây thì mình sẽ xem là trong vòng 1 năm sử dụng đối với ở văn phòng mình thì nó đã bị chai đi bao nhiêu phần trăm pin. Đấy, cho các bạn xem luôn. Úi dồi ôi, mình chả biết làm sao, con này chắc ít dùng. Đấy, vẫn còn 100% pin. Con này chắc toàn lấy ra để mà ghi âm, để thi thoảng đi sự kiện thì cầm đi để quay video cho bọn mình. Đấy, thì mình nghĩ là không cần phải quá lo lắng cái điều đó đâu các bạn ạ. Cứ thoải mái lên. Đấy, chúng ta đã đủ tiền để mua lên cỡ iPhone 14, 14 Pro với Pro Max rồi mà lo cái lỗi chạy pin nữa thì không thua, đúng nào. Không phải suy nghĩ đến chuyện đó. Và tiếp theo nữa là có bạn thì comment đấy là lương tôi 2,7 triệu đã dùng 10 tháng để mua 13 Pro Max. Tuyệt vời. Một con người phải gọi là quá đam mê điện thoại, đam mê đến mức độ nghiện điện thoại luôn, dành 10 tháng lương để mua 13 Pro Max. Thực ra là cái điều này mình nghĩ là không phải là đáng chê đâu, mà là có thể là người ta quá yêu thích một cái món đồ nào đấy. Ngày xưa mình cũng thế mà. Ngày xưa nói thật các bạn, mình tất nhiên mình không dùng đến tận 10 tháng lương để mua một chiếc điện thoại, nhưng ngày xưa mình đã từng dùng 6 tháng lương để mua một chiếc điện thoại trước khi mình làm review. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại là mình thấy là hồi đấy là cũng hơi bạo chi đấy. Đấy, nên là nếu mà bây giờ mà bảo mình có chọn lại cái điều đó hay không thì câu trả lời của mình sẽ là không. Được chưa? Rồi, ok. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À, và các bạn chú ý nhé, nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua laptop cả cũ lẫn mới, hàng phần lớn là nhập Mỹ, chất lượng cực kỳ yên tâm, giá cả phải chăng, thì các bạn có thể tham khảo qua tại Laptop Trung Trần nhé. Rồi, bye bye.